Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Phương Anh có phản hồi gây chú ý khi được fan hỏi cảm nhận về Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Khánh Vân. Cùng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2020 và chạm đến những danh hiệu cao quý nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo được xem là những người bạn cực kỳ thân thiết. Top 3 đã đồng hành cùng nhau trong rất nhiều sự kiện, họ cũng không ngần ngại dành cho nhau những tình cảm chân thật thân thiết khiến fan ngưỡng mộ. Top 3, Á hậu Ngọc Thảo là người chinh chiến quốc tế. Trong suốt quá trình Ngọc Thảo tham dự cuộc thi Miss Grand 2020 tại Thái Lan, cả Đỗ Thị Hà và Phương Anh đều dành cho cô rất nhiều tình cảm, cũng như kêu gọi mọi người bình chọn, cổ vũ cho Ngọc Thảo. Mới đây nhất, Á hậu Phương Anh tiếp tục chia sẻ cảm nhận về Đỗ Thị Hà và Ngọc Thảo, khiến fan bất ngờ và thích thú. Thông qua ứng dụng Story của Instagram, cô không ngần ngại trả lời những câu hỏi về hai người đẹp còn lại. Khi được fan hỏi chị thấy Đỗ Thị Hà như thế nào, Phương Anh thẳng thắn chia sẻ: người em gái thanh hóa dễ thương, đáng yêu hồn nhiên, bản lĩnh và rất chăm chỉ. Trong khi đó, khi được fan hỏi về Á hậu Ngọc Thảo, thì Phương Anh lại có phần trả lời hài hước, một minh chứng cho việc ngoại hình, giọng nói và tính tình không liên quan gì tới nhau. Có thể thấy thông qua những màn hỏi đáp đầy dễ thương với các fan đã minh chứng cho tình cảm cực kỳ thân thiết của top 3. Chắc chắn trong thời gian tới, cả ba người đẹp sẽ còn gắn kết và hỗ trợ nhau rất nhiều trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Cũng trong cuộc trò chuyện với fan, Phương Anh còn chia sẻ cảm nghĩ về Hoa hậu Khánh Vân trong lần gặp gỡ mới đây. Chị Khánh Vân đáng yêu hết sức, biết chị ấy từ năm 2015 qua Miss Áo Dài. Hồi mới đăng quang, không nghĩ là chị Vân còn nhớ mình. Mà lúc dự Việt Nam Fashion Week, chị Vân say hi là mình cảm động rụng rời trái tim vô cùng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.